thank you we're going to use both <laughs> so i think we 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 can start on the childhood tb and i, I realize it's something that people don't often feel they see a lot but um, it's hopefully important to to help raise your awareness around the topic may, may i ask so most of you are medical students or is, is there anyone working in the hospital All doctors. Yes. Yes. Yeah. That's no, that's that's wonderful because um it would be one we would like to hear what your experience and thoughts are. But let's just wait. thì là các bạn nhiều khi là không có gặp trên lâm sàng á nhưng mà thầy kêu là sẽ tốt nếu như mà các bạn có cái ý thức là có cái bệnh này và khi nào thì chẩn đoán nó thì thầy nói là bây giờ nếu mà chỉ tập trung nhóm này nhóm bác sĩ thôi thì vẫn là tốt thì là khi cái phần tương tác thì thầy sẽ nghe kinh nghiệm của các bạn rồi thì là nói chung là cái phần tương tác nó dễ dễ hơn để mình mình biết cái đối tượng mình là cái gì á So I'm not going to run through the objectives, but you can see we follow the same outline, as we did with pneumonia and bronchiolitis, it's really just applying a systematic approach to each of mm. the, the, different conditions. Cái, cái phần đó thì thầy không nói nhiều mà chỉ là áp dụng cái phương pháp tiếp cận giống như các cái bệnh khác thôi cũng là tiếp cận sinh bệnh học rồi là dự phòng rồi là chẩn đoán điều trị so if we start with tuberculosis you may know that it's it's you're all aware that it's, it's the, the archetypical aerosol transmitted disease and um, A lot of what we know from also SARS transmission is what we learned from from TV many years ago. Is those small particles that float in the air that needs to be inhaled deep into the lung that causes infection deep in the lung. So only the small particle can go deep into the lung. Thầy nói là cái sự lan, lây nhiễm của bệnh lao thì mình đã biết từ nhiều năm trước rồi đúng không? Là gây ra do vi do trực khuẩn lao. Nhưng cái quan trọng là lây nhiễm ở đây là gì? Là những cái vi khuẩn nhỏ đó, nó sẽ là ở trong cái không khí, nó sẽ lan truyền trong không khí, sau đó nó lắng vào, nó đi vào trong cái phổi. Và anh thấy là những cái phần mà nhỏ nhất á, thì nó lại đi vào trong phổi và rất là vào sâu, nha vào tận phòng phía sau và ngoại vi của cái phổi luôn đó. So the, the big difference between TB and SARS is that tb needs to go deep into the lung to cause an infection but sars-cov-2 can end up on any of your mucous membranes and still cause an infection hmm. right so it can be aerosol transmitted but it, it doesn't have to go deep into your lung it can go anywhere that's why it's so much more transmissible and why we need to use similar measures like wearing masks but we also need to wash our hands tb doesn't trans transmit on your hands but sars can because if you touch A surface and you, touch your muc mucous membrane, you can transmit the infection. ở đây thầy nói là phân biệt cái sự khác biệt giữa là sars cov2 sars cov2 với lại là lao thì hai cái giống nhau đều là những cái giọt đều là những cái hạt nhỏ lan truyền trong không khí nhưng sự khác biệt ở đây là sao lao là nó đi vào và đi vào sâu ở trong phổi luôn đến cái vùng ngoại vi của phổi cho nên là sự còn sars có sao nó chỉ vào ở vùng trên như thôi các em nè vùng trên mũi họng này thôi nó có thể xuống sâu hơn nhưng mà rất là nhiều nó chỉ cần ở cái vùng nông này đã gây bệnh rồi thì bởi vậy cho nên dự phòng lây nhiễm hai bệnh này khác nhau cả hai đều là mang khẩu trang hết nhưng mà sát đó là cầm theo rửa tay nữa vì cái tay mình là cái hay đụng cái vùng trên này nè sau rồi mình lan truyền nhưng mà lao thì sao lao nó nó tút ở dưới xuống sâu cho nên là mình không cần rửa tay đối với lao nhưng mà cả hai là đều phải wear mask giống nhau So this is what TB looks like in the lung. It causes big granulomatous cavities and this millions of organisms within those dark cavities and that we can then cough out that adults then cough out. Đây là cái hình ảnh mà điển hình của lây nhiễm lao thì thấy trong cái hang lao đó là có hàng triệu vi trực khuẩn lao, sau đó nó nhánh nhánh thông qua cái nhánh phế quản và đưa ra ngoài. We often think that children don't get TB but globally we know that there's a very large disease burden in children. There's more than 1 million children estimated to get tuberculosis every year. You can see with Nearly a quarter of a million dying, and most of those dying with TB are children under five, and they die without. diagnosis or treatment. Ừ. Thầy nói rằng là lâu nay mình cứ nghĩ là trẻ em thì không mắc lao nhưng mà thực ra người ta thấy rằng là trên thế giới này là tới 1, 1. 2 tức là hơn 1 triệu trẻ là mắc lao, trong đó thì 230.000 trẻ là tử vong. Nhưng mà một cái điều mà mình thấy băn khoăn là ở đây nè, trong cái số tử vong đó thì các em thấy nè, 80% là ở trẻ dưới 5 tuổi mà hầu hết tử vong là bởi vì không được tiếp cận điều trị. Around the world there are two major gaps in childhood tuberculosis. The one is that children that require preventive therapy to prevent them from getting tuberculosis is not getting it, especially the most vulnerable children. You can see here that in 2019, and the same was true for 2020 and 21, two thirds of children requiring preventive therapy didn't get it. And the other is that the case detection gap, which we've just discussed, that the majority of children with TB, especially young children, never get diagnosed. Hai cái vấn đề lớn mà đối với lại là cái vấn đề lao trẻ em đối với thế giới luôn là thứ nhất á, là không được điều trị dự phòng nghĩa là tới á, là 2 phần 3 các cái trẻ dưới 5 tuổi không được điều trị dự phòng trên toàn thế giới và cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề phát hiện bệnh chúng ta phát cái số ca mà chúng ta phát hiện ra được á, là nó ít hơn rất nhiều so với cái cái, cái, cái số ca thực nhiễm so, This is just a summary of the TB burden in Vietnam. So at the moment, we know That you diagnose children with 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 TB, but the diagnosis um, frequency is very low. So there's less than one percent of all TB cases in Vietnam are detected in children, or around one percent. But in most parts of the world, it's around ten percent. Um, so it's important to try and think if there is what is the reason why children with TB are not detected in Vietnam. Ở đây là cái tình hình gánh nặng bệnh lao tại Việt Nam này thì hiện tại mà trẻ em dưới 15 tuổi mà chẳng đoán lao được đó, thì chỉ mới chiếm được 1% tất cả các cái ca bệnh lao thôi. Mà trong khi trên thế giới là tỷ lệ này là ước tính là 10%. Như vậy chúng ta thấy là chúng ta là bỏ sót rất là nhiều trường hợp. Thì bây giờ vấn đề là chúng ta phải làm sao để mà nâng cao cái tỷ lệ chẳng đoán lao. Remember, children get infected where adults spread the infection.

And then in the region, then can you use the point? It doesn't, it's not working. No, it works, it doesn't work. Yeah. Ah, oh, you can point it like that. Ah, there it is. I was looking for a light. <laughs> So you can see where it gets taken up by the lung macrophage, from there it gets taken to the regional lymph node. In the regional lymph node, the antigens, TB antigens, are presented to the T cell and you get expansion of that T cell clone, and then you get migration of those T cells back to the lung, to the point of entry in the lung, and this is when you get granuloma formation, which leads to either containment or disease in the lung. Ở đây là các em thấy này khi mà cái 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 cái, cái trực khuẩn lao nó đi vào nó được hít vào phổi thì sau khi mà hít vào phổi rồi á, thì là đầu tiên nó sẽ tiếp xúc với các cái hạch vùng. Tại các hạch vùng này á, thì các cái trực khuẩn lao nó mới chia cái kháng nguyên ra và nó bị các hạch vùng nó bắt. Khi nó bắt được cái cái trực khuẩn lao rồi á, thì là nó bắt đầu di chuyển tới cái vùng ngoại vi của phổi mà nó hình thành một cái thể hạt ở phía ngoài đó thì thường thường cái thể này chính là thể gôn đó các em. The big difference to make in TB from other diseases is that TB infection does not equal TB disease. You can see that TB infection is associated with no symptoms, a normal chest x-ray, but you only can see that someone has a positive skin test, while TB disease manifests by symptoms and an abnormal x-ray. Ở bệnh lao mà nó khác với <laughs> những bệnh khác Ở những chỗ là nhiễm bệnh thì chưa chắc biểu hiện thành bệnh Thì nhiễm bệnh là sao? Nhiễm bệnh là mình chỉ có biểu hiện mang bệnh vi khuẩn không hề có triệu chứng, x-quang thì bình thường. Chỉ có khác là khi mình làm test da, skin test đó thì nó dương tính. Nhưng mà người biểu hiện thành bệnh lao thì sao? Có triệu chứng, có x-quang là bất thường. Và đối với lại là thể mà lao mà thể ẩn, tức là cái cái chỉ là nhiễm lao thôi á, thì là mình chỉ là điều trị dự phòng. Nhưng một khi mà đã biểu hiện thành bệnh lao thì mình phải là cho thuốc điều trị, cho thuốc kháng lao. Um you how many of you have used the skin test or is the skin test available in your hospital? Bao nhiêu trong các em là đã từng làm skin test, không phải các em làm đâu mà trong bệnh viện làm hoặc mình có làm tay thì xem thử. No that, one. That's all right. This is used around the world as a marker of TB infection. The other test that's available is a blood test which we call interferon gamma release assays. But I assume that's something that you won't have access to either. Maybe just. Thầy nói là cái test cái testing test là để mà phát hiện nhiễm lao đó nhưng mà ở Việt Nam mình không có đâu vì nó hết cái thuốc thử rồi thì bây giờ vẫn có cái test xét nghiệm máu này thì là cái xét nghiệm IGRA đó mấy bạn từng làm chưa hoặc là chỉ định làm chưa yes they know IGRA very well oh all right that's one you can see that the IGRA uses antigens ESAT6 and CFP10 That are specific for M tuberculosis. So we don't find it in BCG or in environmental mycobacteria. And that may be why, in your hospital, they prefer to use IGRA instead of a skin test that can be. You confusing result. Hmm. Họ nói, thầy nói là trong cái ICRA là mình phát hiện cái hai cái 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 đó là ESAT6 và cái mà CFP10 thì hai cái nó rất là đặc hiệu cho trực khuẩn lao mà nó sẽ không có bị lẫn lộn với lại là cái lao bò trong BCG thì ví dụ như thế này các em làm skin test đó, khi dương tính đó, thì em không biết là bị là do vaccine BCG hay là do là bị là lao lao tìm mẫn đúng không nhưng một khi làm ICRA mà nó dương tính thì biết ngay là mình bị bị mắc phải lao mà mà cái trực khuẩn lao người chứ không phải lao bò Just remember both these tests are tests of TB infection, not mm -hmm. TB disease. Yeah. Cả hai cái test này là chỉ phát hiện nhiễm lao thôi, chứ không phải là phát hiện bệnh lao. If we think about childhood tuberculosis, it's important to realize that we have different disease manifest manifestations in different age categories. Mm. -hmm. Một khi mà nói với trẻ em, lao trẻ em là các em phải quen với cái dạng biểu hiện thường gặp theo từng lứa tuổi. Cái này quan trọng lắm, các em slide này rất quan trọng. So you can see young children tend to get lymph node disease when they have a high rate of disseminated disease but older adolescent children they develop TB that looks like adult TB. Mm. Các em thấy này lấy cái mốc là 10 tuổi nha, trước 10 tuổi là các em thấy này màu đỏ với màu xanh nó nhiều nghĩa là trước 10 tuổi là bệnh lý hạch lympho và cái bệnh lý là lao nặng ví dụ lao kê và lao màng não nhiều. Nhưng một khi mà sau 10 tuổi là màu xanh lá nó nhiều là cái thể đó thể lao người lớn, thể lao mà có cái hang lao á. I'm, I'm, just going to show you a few x-ray pictures to give you a sense of what TB can look like um, in a child. Um, you've all seen that the, the pictograms. these are just different manifestations of what TB can look like in a, in a, child especially a child under 10 years of age. Đã, xíu là thầy sẽ chỉ cho các em một số hình ảnh x quang điển hình của bệnh lao nhưng mà đây là thầy sẽ nói là cái phổ bệnh lao này những cái dạng gì có thể gặp ở trẻ em khi mà cái trực khuẩn lao bắt đầu xâm nhập vào trong phổi just as a, as a reminder, so that red spot there, that is what we call the gone focus. That's where the organism lands in the lung. Hmm. And then the lymph nodes is where most of the disease happen hmm. in children. Thầy nói là nhìn cái màu đỏ mà trong hình A các em thấy cái màu đỏ ở ngoài nữa không? Là cái chỗ nó là gọi là thể gôn. Thể gôn thì là ngay từ khi mà cái vi khuẩn lao bắt đầu đi vào thì cái Việt Nam mình hay nôm na là mấy em hay gọi cái phức hợp nguyên thủy đó. Phức hợp nguyên thủy là biểu hiện của hạch vùng sưng lên này và cộng kèm theo cái mờ của thể gôn ở phía bên cạnh. Let, let me show you some x rays to illustrate these pictures if the pictures are, are not clear. So, most of the time, if we see TB in a child, it involves the lymph nodes in the chest. So, on this x ray, the AP x ray, you can see that there's a, a density here in the hilum, which is difficult to know if that is lymph nodes. But this is often what TB in a child can look like lymph nodes um, visible in the chest. cái hình này là hình ảnh phim thẳng của một cái đứa bé thì cái bệnh đứa bé này có biểu hiện bệnh lý hạch len phô các em thấy cái vùng mờ màu trắng mà ngay cạnh rốn phổi đó không đó thì thầy nói cái này không phải dễ chỉ nhìn thấy tức là thấy mà nhiều khi mình cũng không nhận diện ra được nhưng mà nhìn chung nó rất là điển hình của bệnh lao hạch ở trẻ em hạch mạch hạch hạch trong phổi nghe but we call this very, that is simple, uncomplicated disease. nhưng mà cái thể này là may mắn là thể đơn giản không có phức tạp không có biến chứng sometimes if you unsure if there's a A lymph node. You can ask for a lateral X-ray, and on the lateral X-ray, you can see there's the trachea coming down. There's the bifurcation of the trachea. The, this white area here, those are lymph nodes, and especially the white below and behind the trachea, those are lymph nodes that are representing TB. Ừ. đây là nếu mà không chắc trong phim thẳng thì chụp tiếp cái phim nghiêng phim nghiêng thì mấy bạn thấy này ở trên á hơi khó thấy là cái đường phế quản góc này sau nó chia hai nhánh thì xung quanh cái vùng phế quản nó các em thấy cái màu trắng thì cái màu trắng đó chính là cái hạch đó và cái phần ở phía dưới cái màu trắng mà gần cái chỗ mà mấy em thấy là cái cái, cái 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 gọi là cái đông đặc á thì cái chỗ đó là cái chỗ mà thầy nói là hạch phô mà nó đang đang giống như đang tiến triển á but we can get complicated forms of tb in children as well especially in young children so here you can see that area there where, where the cavity is that is where the organism landed in the lung in this child because it was a young child unable to contain the infection the lung broke down and then the organism spread to other parts of the lung but such a round cavity in a child is not toxically ill back in the morning for tv Ừ. Ở đây là một cái hình ảnh x quang mà thường thường là ở trẻ nhỏ thì cái thể gôn mà như hồi nãy nói với các em là cái phức hợp nguyên thủy đó thì có một số trường hợp mà khi mà sức đề kháng của em bé nhỏ thì nó lại không có khả năng khu trú cái thể lại mà nó lại tạo thành một cái hang lao luôn tức là ngay cái chỗ mà cái đen đen ở phía bên phổi phải là cái hang sau đó nó viêm nhiễm ra xung quanh và thậm chí là nếu sức đề kháng yếu là nó còn lan tỏa ra bên phổi bên kia nữa thì thầy lưu ý như thế này nè chụp x quang ở trẻ nhỏ thấy cái hình ảnh tổn thương này nhưng mà bắt tương hợp với lâm sàng lâm sàng thấy trẻ không nặng, tỉnh táo bình thường, SpO2 không tụt, coi chừng là lao. If you look at this X-ray, most of you, all of us will think this is a lobar pneumonia. You can see that dense opacification in the right up left upper lobe. But in this case, we know it was culture confirmed tuberculosis. Mm. Cái hình ảnh X-quang này khi mới nhìn vào thì kỹ là viêm phổi thùy nhưng mà cái ca cái ca này là thầy biết bởi vì sau đó nó cấy máu và ra là vi khuẩn lao. So the giveaway feature in In a child that comes in with an x ray like this, that you should think of TB is that this child was not toxically ill. If this was any other organism, pneumococcus or Haemophilus, this child would have gone to the ICU or would have been very ill. But with TB, the children don't look that ill. The X-ray looks more severe than the clinical picture. Cho nên cái <laughs> quan trọng mà để mà nghĩ đến lao là một cái sự bất tương hợp giữa X-quang và lâm sàng. Nếu mà do các tác nhân khác ví dụ phế cầu HI y hay tụ cầu thì cái bệnh cảnh này là mấy em thấy lâm sàng em bé sẽ nặng đúng không? Nhưng mà thấy X-quang mà dễ sợ như thế này mà lâm sàng bình thường hơi có vẻ mãn tính, diễn biến không có cấp tính thì là nghĩ tới lao. If you look at this X-ray, which lung do you think is the abnormal lung? Right, or left? các em bây giờ các em giơ tay lên đây ai là nghĩ là cái phổi phải là bất thường giơ tay cho chị xem giơ tay đi thầy Rồi. đâu biết mặt ai đâu chị biết là mấy em có tương tác hay không so they say the the right side is the abnormal yeah if you look carefully can you see that this left side the left lung is very dark it's very black you can also see that the diaphragm at the bottom here is very oops that the diaphragm here at the bottom is very flat. So that tells us this lung is hyperinflated. And this, the mediastinum is pushed to the right by the left lung. Mm. Như hồi nãy là mấy em đã đều dơ tay là nói bên phổi phải này bất thường đúng không? Bây giờ thầy giải thích bên phổi trái này. Thầy thích phổi trái là nó rất là đen đúng không? Nó, nó cái, 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 khoảng gian sự nó giãn rộng và em thấy cơ hoành nằm ngang chưa? Rồi các em thấy phía của bị đẩy qua phía bên kia chưa? Rồi coi thầy nói gì nha So, why is this left lung hyperinflated? If you look carefully, you can see that there are lymph nodes here, and there's a gone focus. So this is TB that led to enlarged lymph nodes, and the lymph nodes are compressing the left main bronchus, but not completely. It causes a ball valve effect. So the air can come in, but when the child exhales, the air can't go out. The air gets trapped, and the left lung gets blown up. Okay, now I have. cái phổi trái này cái chỗ trắng trắng mà gần cái rốn phổi đó là cái hạch cái hạch lên nâu, còn cái mà hơi mà mờ phía dưới nó là chính là thể gôn thì đúng cái này mình gọi là phức hợp nguyên thủy của mình hay nói nè nhưng mà ở đây nó đã có biến chứng là nó không còn là thể nguyên thủy nó không còn thể đơn giản nữa bởi vì chính cái cái hạch ở cái rốn phổi nó to lên nó chèn vào đường thở cho nên không khí đi vào được nhưng mà khi thì thở ra thì nó không ra được cho nên nó bị ứ khí ở trong như vậy là bên nào là vẫn bất thường So that right lung is a normal right lung it's compressed by the mediastine and pushed over by the left. Giờ nên bên phổi phải nè các em thấy nó mờ hơn là nó mờ là vì nó bị 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 đẩy nè. Cái hạch lympho bên này và phổi bên này nó ứ khí nên đẩy qua bên này cho nên bên này nó bị bị chèn theo cái kiểu là đẩy cho nên nó mờ như vậy nhưng thực ra nó không bất thường. So this x-ray again if you see an x-ray like this normally the child will be on his way to the ICU. But if this child is not toxically ill, think of TB mm. Cái hình này thì là khẳng định của cái 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 thầy nói trước thôi. Nếu cái đúng cái này mà nó có tác nhân khác là đã nhập viện ICU rồi. Nhưng nếu đứa bé của em nó không có đủ tiêu chuẩn để nhập viện ICU, nghĩa là nó không quá nặng thì là nghĩ tới là lao. So the, the pathognomonic feature of TB here is airway compression. So you can see there's the trachea coming down, there's the left main bronchus, but it's only a thin black line. So that left main bronchus is completely compressed. And we know that the lymph node has broken through into the bronchus, leading to aspiration into that left upper lobe. So that the whole left upper lobe is full of TB caseating material. Ở đây thì cũng tương tự như vậy các em thấy là cái nhánh phế quản khớp nó chia thành hai nhánh phế quản trái và phải thì cái nhánh phế quản bên trái thì em thấy nó mỏng lét không? Nó xíu xíu à, là tại vì chỗ đó có cái hạch lên phô và nó chèn vô cái nhánh đó rồi. And you can see there's a black spot there, which tells us there's a there's some breakdown of the lung tissue in that left upper lobe, um, which is what we sometimes see with what we call expansile pneumonia caused by TB. Mà so this, hopefully you have, you are familiar with this is miliary tuberculosis. You can see these little spots all across the lung, and you can also see that there's enlarged lymph nodes here in the um, mediastinum. Um, so, so this is when the TV spreads through the bloodstream. If you can see on your picture, I think it's the middle one. So Ben, is that the lymph nodes of the mediastinum? No, no, no. Sorry, um, that that the mediastinum is here. That yeah. that. That 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 is um broadening of 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 the uh, uh, just for, forgotten the terminology now. You can just point out the, the media and the enlarged node. We don't. It's not the mediastinum. It's in the it's um outside the lung, right? Because yes, it's outside the lung. The lung. cái cái hình này á, là hình mà các bạn thấy á, là lao kê thì là thâm nhiễm dạng hạt kê ở hai bên phổi thì ở phía trên mà cái vùng ở trên mà cái đỉnh của cái phổi phải mà các bạn thấy á, thì cái chỗ đó là một cái hạch nó chèn nhưng mà cái hạch đó là hạch ở trung thất trên nó chèn vào And this is typical adult type TB, which you may have all seen causing cavities in the lung. Um, and what we get adolescent children, 12, 13 years old, that present with the same manifestation as adults. So this is a picture from an 11 year -old girl. Cái hình này là cái hình X quang điển hình của một X quang của một em bé 11 tuổi thì cái hình ảnh quang nó rất là giống với thể người lớn giống như 11 tuổi mà cũng giống như một người 30 tuổi mà mắc vậy. Thì các em thấy cái hình mà đen ở phía bên phổi trái đó thì cái đó chính là cái hang lao á. This is a very valuable resource and something that all of you can visit because there are now, now a whole collection of TB x-rays available um, through this chest x-ray atlas giving you a very detailed um, guide on how to read chest x-rays looking for in children các em lấy cái đường link này thì cái đường link này là lần đầu tiên nha người ta sẽ xuất bản một cái cuốn mà rất là chi tiết về cách đọc x quang mà chị nghĩ là nó hữu ích không chỉ đối lao đâu mà đối với bệnh hô hấp chung luôn á hướng dẫn cách đọc thì thông tin thêm cho các em là bây giờ cái cuốn này đã được hỗ trợ để mà dịch sang tiếng việt thì chị nghĩ trong vài tháng tới đây là sẽ có không phải chị dịch mà là một cái cái đồng nghiệp khác dịch you may know that there's all these new AI techniques that's coming um, we are starting to use this in adults and it's now been validated but in children There's no validated approaches as yet or validated AI reading approaches as yet. Ừ. Ở đây thì là cái này là cái gọi là hỗ trợ để mà phát triển x quang tại chỗ ở trên người lớn thì là đã được gọi là đã kiểm tra và đã chứng thực cái hiệu quả rồi nhưng mà ở trẻ em thì chưa có được. Thầy giới thiệu cho biết thôi. How do we collect specimens? This is always challenging in children who cannot expect to sputum. So children older than 10 can give a sputum specimen, but under 10 we often have to collect a nasopharyngeal aspirate or a gastric aspirate. lấy mẫu bệnh phẩm là cái vấn đề trở ngại mà một trong những trở ngại chính. ví dụ trẻ trên 10 tuổi thì nó biết ho nó khạc đàm là dễ rồi nhưng mà trẻ nhỏ thì là mình phải sao biết không phải đặt ống thông để lấy dịch dạ dày rồi mình có thể là lấy cái dịch mũi hầu này dịch tụi hầu. May I ask, do you do gastric aspirates in the hospital or Các em surgery? ở chỗ mình là có làm cái uh, lấy dịch tị hầu với lại là đặt xong dạ dày không? Anh à, em ai có giơ tay cho thầy biết với. Yeah. Wonderful. And do you have access to expert testing? Expert có không? Không cần bệnh viện làm nhưng chỉ cần gửi đi nơi khác cũng được có không? Giơ tay cho thầy biết luôn. Wonderful. Because the the expert is now the most sensitive test that we have to diagnose Tuberculosis in children, although the yield is 80% compared to culture, but we know that the culture yield is only about 50%. So the majority of children with TB will not have a positive expert, but if the expert is positive, it gives us great confidence that the diagnosis is accurate. Thầy nói là bây giờ cái expert được xem như là một cái xét nghiệm mà nhạy nhất hiện nay để phát hiện lao. Thì mặc dù là cái tỷ lệ dương tính là 80%, thì nghĩa là vẫn có 20% thì nó không dương tính. Nhưng mà cái tỷ lệ này thì cao hơn so với lại là 50% trong trường hợp là mình cấy. Mình cấy thì dương tính 50%. And you can do that expert also on specimens from outside the lung, especially on CSF in a child with meningitis, not getting better on antibiotics or a child with meningitis who's a close contact of someone with TB. You have to think of TB meningitis and you can test the CSF with expert as well. Thì cái expert này nó có đặc điểm là nó làm được trên hầu hết các mẫu bệnh phẩm luôn, ngay cả dịch não tủy nó cũng làm được. Ví dụ các trường hợp mà trẻ em mắc lao màng não mà không đáp ứng với điều trị hoặc là trẻ lao màng não và có tiếp xúc với nguồn lây lao á thì mình lấy dịch não tủy xong rồi mình làm xét nghiệm expert. So HIV, I'll just mention that routinely, any child diagnosed or suspected of TB um, is expected to get an HIV test. Mm. But we know that HIV rate in Vietnam is low. That is still the, the international guideline. Mm. Hiện tại thì là khuyến cáo của thế giới là hệ mà chẳng đón lao là bắt buộc phải làm HIV. Nhưng mà cũng điều may mắn là tỷ lệ nhiễm HIV Việt Nam mình không cao. Nhưng mà vẫn, vẫn phải nên test. So, making the diagnosis of TB is is problematic, but we know that there are certain symptoms that are correlated with tuberculosis, and that a, a cough that doesn't get better, um, if you treat any alternative causes, a fever that doesn't get better, but especially if the child experiences fatigue, so they get tired very quickly, or they start to lose weight. cái này là cái quan trọng mấy em cả cái bài này mà chắc nhớ cái sơ đồ này là chị thấy nhất rồi đó thì là đặc điểm là như thế này này lao thì nó có một số đặc điểm nhận dạng đặc điểm thứ nhất là thì ho kéo dài trên 2 tuần này thứ hai ngay nữa là số kéo dài này và đặc biệt quan trọng là nếu mà các em thấy mấy đứa bé mà cứ mệt mỏi hồi chậm lớn chậm lên cân thì đó là những dấu hiệu rất là gợi ý If a child has extra pulmonary TB, the most common cause is cervical adenitis. So a big node in the neck, Um is, is in a TB-endemic country like Vietnam, TB. would be high on our list of possible causes. We normally prefer to do a fine needle aspirate to exclude lymphoma or other causes, but TB. should always be part of the differential of a big. in ở neck, that's not painful. Hmm. Ở vì ở những nước mà có tỷ lệ lưu hành bệnh lao cao á, thì là thường thường nếu mà cái hạch ở cổ này này là phải nghĩ tới bệnh lao. Thì thực ra là nếu mà trẻ mà có cái hạch ở cổ thì nên làm cái uh, chọc hút bằng kim nhỏ để mà chẩn đoán phân biệt với các nhân các nhân khác nhưng mà luôn luôn phải nhớ là lao là một trong những chẩn đoán đặt ra để nếu mà trẻ có có cái hạch ở cổ. So um, in all TB suspects, we should perform a test. To see if we can detect the MTB. But even if we can't detect the MTB, we will have a very high suspicion if this child had a recent close contact with anyone with TB or the skin test or IGRA is positive because that shows us this is a TB infected child who has symptoms or if they have X ray abnormalities of some of the manifestations that I've shown you. Thường thường là đối với những trẻ mà có cái nhóm triệu chứng ở trên thì chắc chắn là phải làm cái xét nghiệm để mà khẳng định chẩn đoán. Nhưng mà trong trường hợp mà mình không có tiếp cận được cái xét nghiệm xác định chẩn đoán thì cái, cái 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 ô bên này này ô mà có chữ số 2 đó cũng rất là gợi ý. Thì ví dụ như đứa trẻ này có tiền sử tiếp xúc gần này hoặc là trẻ mà có là test da là dương tính này hoặc là trẻ mà có hình ảnh x quang giống như nãy thầy giới thiệu đó mà rất là gợi ý với lao thì là cho dù không có cái xét nghiệm chẩn đoán mà có cái nhóm bên này thì cũng có thể hướng dẫn cái quản lý cái xử lý sau này của chúng ta. So, you should look at the national guidelines, but often the guidelines also struggle to make the, the right compromise between when to treat and when not to treat. The main message of this simple algorithm is that you identify the things that give you a high suspicion that this child may have TB, and that you perform testing in all those children. With thầy nói là ví dụ như bây giờ chưa có trong cái pháp đồ quốc gia cho nên mình cũng sẽ rất là khó để nói là trường hợp nào nên điều trị lao trường hợp nào không điều trị lao nhưng mà ít nhất các bạn là có một cái sự nghi ngờ trong đầu ví dụ trẻ có cái nhóm triệu chứng trên và có cái nhóm là như thế này thì là mình cố gắng làm xét nghiệm chẩn đoán nhưng mình cố gắng mình làm mà không được thì những cái trẻ mà có cái cách dấu hiệu nghi ngờ như vậy thì cũng nên được chuyển tuyến trên hoặc là chuyển bệnh viện khác để làm rõ chẳng đó. Tức là cái thầy mong muốn các bạn ở đây là nghi ngờ trường hợp nhiễm lao để chuyển và làm xét nghiệm chẳng đoán chứ không phải thầy muốn các bạn là nghĩ lao cái là phải điều trị liền. Tức là cái đó nhiều khi nó không nó ngoài cái tầm tay các bạn. The WHO has developed a more recent evidence-based algorithm. Um, this used the best evidence that we have from thousands of children included in studies where the symptoms and the outcomes were documented. Tổ chức y thế giới thì vừa xuất bản cái cuốn này vào vào tháng 3 thôi đấy chị, mới vừa ra tức thì thì họ dựa vào tất cả những cái bằng chứng khoa học hiện tại để mà họ đưa ra cái bản đó, cái 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 lưu đồ đó. Và cái lưu đồ đó rất là đơn giản các anh chị sử dụng những cái trang thiết bị mà chúng ta hiện có. Và nháy nháy thêm các anh chị là CDC đang thuê mình dịch cái cuốn này ra tiếng Việt và mình hy vọng là tháng 12 này sẽ có cho các bạn. So this So you can see that they, they, wanted a very high sensitivity and were willing to accept a low specificity. It's really to try and get to the children who are currently dying from TB without treatment. Ở đây thì hiện tại là nếu mà chúng ta mà sử dụng cái lưu đồ này thì chúng ta sẽ đạt được cái độ nhạy là 85% và chúng ta biết rồi độ nhạy cao hay độ đặc hiệu thấp thì độ đặc hiệu nó chỉ được 35% nhưng cái mà thực sự mình ta quan tâm ở đây là muốn tăng cái số trẻ nghi ngờ để được đưa đến chẩn đoán sớm nhất cho nên mình áp dụng cái này thì là mình sẽ đạt được 85% trẻ sẽ được tiếp tục làm thêm chẩn đoán so, so just to quickly go through the logic it's same as what you would do in your clinical practice if you see any child the first question is whether there are any danger signs if there's danger signs you have to refer that child for urgent stabilization Bây giờ thầy sẽ nói sơ về cách tiếp cận ha. Đầu tiên bất kỳ một cái trẻ nào có triệu chứng hô OH hấp đi vào thì các em phải đánh giá dấu hiệu nguy hiểm toàn thân. Nếu có lập tức là chuyển viện hoặc là điều trị cấp cứu liền. Secondly, if the child is not acutely ill, doesn't have danger signs, which is most of the children, you then have to think is this a high risk child or a low risk child? Rồi nếu trẻ không có dấu hiệu hiểm toàn thân thì hầu hết các trẻ là sẽ thuộc nhóm này này không có dấu hiệu hiểm toàn thân thì mình tiếp cận mình xem thử đó là cái trẻ có nguy cơ cao hay nguy cơ thấp mắc lao. The highest risk children are the young children under two and children with immune compromise. Cái trẻ mà nguy cơ cao là trẻ dưới 2 tuổi hoặc là trẻ suy giảm miễn dịch. In those children, they encourage you to test them directly for TB and to consider TB as... Urgently as possible. But in, in in those children who are not considered high risk, the, the first step often, if you're uncertain if this is TB, is to treat the likely alternative course So let's say they come in with a cough and fever. Um, the cough has been there for two weeks. You're thinking of TB, but they haven't had a course of antibiotics. Then providing them with a course of antibiotics or even just following them up a week or two later would be the first course of action. You don't have to make a A determination at that point in time. Cái nhóm trẻ có nguy cơ cao là dưới 2 tuổi và suy giảm miễn dịch thì cố gắng làm ngay cái xét nghiệm lao ngay từ khi tiếp cận luôn. Nhưng mà cái nhóm ít có nguy cơ hơn, tức là không thuộc cái nhóm trên á, thì mình có thể là tiếp cận những chẩn đoán không phải lao trước. Lấy ví dụ như là trẻ vào vì sốt vì ho ha thì mình chẩn đoán viêm phổi và mình ưu tiên điều trị viêm phổi thông thường trước cái đã rồi theo dõi theo dõi trong 1 đến 2 tuần. So you can see how they include all the same things in the other algorithm you perform A TB test in all suspects, you ask carefully about TB contact, and only in those where you don't have a clear answer after those steps do you use the algorithm or the score that they propose. Và tiếp tục các cái bước tiếp theo thì là sau 1 đến 2 tuần thì mình cũng sẽ là tiếp cận lại nếu mà trẻ không đáp ứng với điều trị thì mình sẽ tiếp cận những cái test xét nghiệm để chẩn đoán lao, rồi mình sẽ hỏi thêm về tiền sử tiếp xúc lao trong vòng 12 tháng gần đây. Rồi nếu không có thì mình đánh giá các triệu chứng lâm sàng với x-quang phổi và mình áp dụng cái điểm mà họ cho trong đó kìa để mà mình ráp điểm rồi mình xem thử số điểm bao nhiêu để mình quyết định có điều trị lao hay không. So, just to say that the operational handbook was published this year is being translated into Vietnamese so you should be able to read all the detail about the approach and the rationale in Vietnamese soon. Thông tin thêm cho các bạn là cái cuốn này thì nó đã được đang được dịch sang tiếng Việt và sẽ được publish bằng tiếng Việt sớm. Right. So if we talk about management, I think it's the same principles that apply to to any Um, cl clinical child acutely ill. You admit. You provide oxygen if necessary. But most children with TB often look less ill than what the X-ray is. Like we said, they they, they don't require rarely require ICU admission or oxygen. Okay. tiếp cận chung với các trẻ thì đa số các trẻ vào nếu như mà mình thấy diễn biến cấp tính nặng uh, nếu cần thở oxy thì các xử trí như bình thường và cho nhập ICU nhưng mà thầy cũng muốn nhấn mạnh rằng uh, là cái trẻ bị lao uh, thường thường là vào là không có cái tình trạng nặng như vậy đâu các em sẽ thấy là các trẻ không có nặng đâu thường thường là mãn tính thôi chứ còn không đến nỗi phải nhập viện hồi sức yeah. you can see apart from the respiratory disease there's often many other complicating factors to consider mm nhưng mà mặc dù là như vậy thì như mình vẫn phải đánh giá tất cả những cái dấu hiệu khác để mà xem thử là đứa trẻ đứa bé nó có khỏe hay không tức là vẫn phải đánh giá bệnh nặng giống như bệnh thông thường vậy đó. Vì treatment luckily is very easily easy. So once we have made a preliminary diagnosis or presumptive diagnosis, we now have easy child-friendly treatment available. That's water dispersible. Thầy nói là hiện tại thì lao rất là dễ điều trị các em Nếu như mà thậm chí là các em là um, lao trẻ em thì thường thường không được khẳng định chẩn đoán bằng vi khuẩn học dương tính đâu Nhưng mà mình chẳng đoán dựa vào lâm sàng như hồi nãy thì thầy hướng dẫn Và nếu dương tính thì là sẽ có cái viên thuốc mà rất thân thiện với trẻ em Nó là một cái viên hòa tan So in Vietnam at the moment it's advised that apart from the standard drugs that we use in the intensive phase Which is rifampicin, isoniazid and You also include ethambutol for the first two months. Hiện tại phác đồ ở Việt Nam á thì trong giai đoạn mà tấn công á sử dụng á là RHZE. And the reason for that is that in Vietnam there's at the moment a relatively high rate of isoniazid resistance. Um, Hiện tại ở trên thế giới là người ta chỉ dùng RHZ thôi các em Không dùng A Vì A nó có độc tính cho nên trẻ em Việt Nam mình uống cái A là nó hay có tác dụng phụ đó Nhưng mà vì lý do là Việt Nam mình có cái tần suất đề kháng với lại cái Isoniazid cao quá Cho nên mình phải thêm cái A vào trong giai đoạn tập giai đoạn tấn công On the whole, these drugs are very well tolerated by children But ethambutol can sometimes give vision problems That's why it's important to stick very closely To the dosage recommendations. If you use these dosages, the adverse effects are Very rare. thầy nói là cái thuốc kháng lao là mình hay hay phàn nàn là có độc tính đúng không ba mẹ thường sợ mà thầy nói như đặc biệt là cái a nó các em nhưng mà thầy nói này cố gắng là sát cái liều sát y cái liều hướng dẫn luôn càng sát liều chừng nào thì mới ít độc tính chừng đó cái ví dụ mình nâng liều lên một xíu là sẽ tạo độc tính nó nhiều đó ý thầy nói là nếu sát liều thì không lo về vấn đề độc tính you may have heard or seen that there was a recent publication that looked at short course treatment in children with tb so instead of six months of treatment can we treat them for a shorter duration um, this was called the shine trial and it focused on children with non-severe disease those are children who have sputum are sputum smear negative have lymph node disease without airway obstruction like i've shown you they've got other uncomplicated forms of tb mm -hmm. confined to only one lobe or they've just got lymph nodes in the neck So these were the children included in the study comparing 4 to 6 months of treatment. Hiện tại là các em biết cái nghiên cứu sai này em thấy nó đặt đăng tạp chí đó đúng không? Tạp chí nãy chị nói với các em đó, tạp chí mà gọi là kinh thánh của y khoa đó, tức là coi như là bằng chứng tới hiện tại thì người ta thấy rằng là không cần điều trị 6 tháng nữa mà 4 tháng thôi. Như vậy rút ngắn cái phát đồ điều trị nhưng mà phải áp dụng đối với một số trường hợp cụ thể nha. Ví dụ nè, các cái trường hợp mà lao mà xét nghiệm AFP đàm âm tính, các cái trường hợp lao trong lao hạch nhưng không có chèn ép hoặc là các lao ví dụ như lao hạch cổ này hoặc là trường hợp lao phổi nhưng mà chỉ khu trú tại một thùy phổi và không có hang nhìn chung là các cái thể nhẹ đơn giản mà không có biến chứng thì dùng 4 tháng So how do you make the decision whether someone has got severe or non-severe TB? Now the x-ray becomes important because it also guides your treatment. Như vậy thì làm sao các em biết được là lao nào là lao nặng và lao nào lao không nặng Thì hiện tại là sẽ dựa vào x-quang X-quang nó sẽ hướng dẫn các em là thể đó có nặng hay không Và điều trị cái phát đồ 4 tháng đó có được hay không And this you'll be able to see in the x-ray atlas as well But you can see here there's large lymph nodes indicative of TB But in this instance the airway is not compressed so it's open If the airway is not compressed, we call this uncomplicated TB. Rồi các em thấy cái hình trên mà thầy chỉ ha, cái cái màu trắng vòng mà quanh cái hơi ở cái thị giữa một chút xíu á thì thật ra cái nó cái hạch đó, đó chị thầy mà không chỉ là chị tưởng viêm viêm thùy giữa phổi phải không á cái đó là cái hạch nhưng mà nó chưa có chèn ép đường thở cho nên các anh chị thấy á, là cái cái nhánh phế quản mà thầy chỉ xuống dưới đó là nó vẫn còn như bình thường nó chưa có bị chèn ép thì đó gọi là thể chưa có biến chứng So these without compression again, or thì cái hình A và hình B đó là đều là hai cái biểu hiện của hạch Lenfo trong lồng ngực nhưng không có chèn ép đường thở cái hình C đó thì là có hình ảnh tổn thương thâm nhiễm theo dạng thùy nhưng mà nó cũng là không có biến chứng vậy là cho chỉ khu trú tại một thùy thôi thì ba cái hình A B C đó là thỏa mãn điều kiện để mà điều trị phát đồ 4 tháng But the children who require a minimum of six months of treatment are children with severe disease, as you can see here involvement of a whole um, n n lobe with airway compression or. Các cái trẻ này nè, các cái trẻ mà thầy chiếu trên cái slide này là những cái trẻ lao phổi nặng thì những cái trẻ này phải điều trị ít nhất là 6 tháng. Thì hình ảnh A là mình thấy là nó nó lan tỏa hết và thậm chí là em thấy cái cái nhánh phế quản mà khi nó chia ra thấy nó mỏng lét không? Nó mỏng xíu xíu đó là cái hạch đó là đã chèn vô cái nhánh phế quản rồi thì đó là biến chứng là không được điều trị ha hình tiếp theo là lao kê hình bên này thì lao mà có nhiều cái hang ở phía dưới tức là tất cả những thể này đều là thể lao nặng và không được điều trị phát đồ 4 tháng Alright, so remember if we talk about TBK, but for any disease, there's a whole care pathway which starts from exposure and infection all the way to treatment and rehabilitation and including prevention. Như vậy là đây là một cái, con, cái 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 lưu đồ gọi là cái 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 cái, cái 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 con đường để chăm sóc bệnh nhân lao thì từ khi mà bắt đầu là phơi nhiễm nè, tới khi mà nhiễm bệnh nè, rồi tới khi mà biểu hiện thành bệnh và được điều trị và điều gì phòng, tức là cái đây là cái pathway mà mình phải là theo dõi trong suốt cái quá trình điều trị và theo dõi từ khi bệnh nhân bắt đầu nhiễm lao. So the prevention mechanisms that we have, first of all is BCG and I'm I'm sure BCG is given in in Vietnam. Is it given here at birth to children in your hospital? Do you know? No, they're given in the community within the first one month. All right. Well, that's, that's good. To, in most parts of the world, it's given in the labor ward just <laughs> after delivery to make sure. <laughs> <that children get. laughs> các nước trên thế giới á, là đều là tiêm lao tiêm BCG là ngay sau khi sinh ra luôn tức là ngay không khi sinh ra là ngay cái phòng sinh á, là đã tiêm luôn rồi đó mở đà nẵng chị thì đang áp dụng như vậy is your impression that most children get BCG vaccine in your, that you see in your hospital mấy trẻ em mà đến khám các em các em thấy được tiêm BCG nhiều không đông đúng không mm. so we know that BCG provides some protection against the severe disseminated forms of TB Uh, but it doesn't provide complete protection. Nhưng mà các em nhớ là như thế này nè, BCG tim BCG không có nghĩa là không bị lao đâu các em mà chỉ phòng ngừa có thể lao nặng thôi nha. Uh, the other me method we have to protect children is preventive therapy. And this is where we know where a child has had close contact with someone with TB and we then provide preventive therapy to prevent them from getting ill. Và cái phương pháp hiệu quả khác để mà bảo vệ lao đó là sử dụng uh, um, thuốc dự phòng la a à, thuốc điều trị dự phòng lao thì tất cả những cái trường hợp trẻ mà dưới 5 tuổi mà có tiếp xúc với nguồn lây lao trong gia đình thì nên được điều trị dự phòng. So in many parts of the world people struggle to do this. And in Vietnam, I think it's also difficult. What is your sense? Do children routinely get preventive therapy if they have been in contact with someone who had TB? thầy hỏi là như thế này nè cái điều trị dự phòng này là hắn là là một cái vấn đề trở ngại đối với nhiều nước trên thế giới đó mà thầy thấy ở Việt Nam cũng khó khăn để mà áp dụng thì kinh nghiệm các em các em thấy sao có có bao giờ các em thấy là một trẻ nào được điều trị dự phòng lao chưa chưa phải không mm. yeah. they have never seen any children with preventive therapy yeah. So there are, there are many reasons why this is not happening because people feel they don't have access to the testing because they don't have the drugs. They parents may not want it, or there's fear among doctors that we can generate drug resistance. Thực ra có nhiều cái trở ngại để mà mà, mà áp dụng cái điều trị dự phòng bởi vì á, là thứ nhất á, là có thi là không có thuốc này có khi á, là lại không có cái test da hoặc là x quang để mà làm loại trừ bệnh lao trước khi mà mình điều trị dự phòng rồi á, là có thể là chính bản thân bác sĩ mình cũng sợ là nếu mình cứ đưa điều trị dự phòng như vậy thì sẽ làm tăng cái tỷ lệ đề kháng thuốc tại vì dự phòng mình cũng dùng thuốc giống như thuốc điều trị lao mà But we know that this need not be a barrier. And the latest WHO guidelines also says that you can screen a child who's been in contact with someone who has had TB without an X-ray or a skin test. If they are completely asymptomatic, no cough, no fever, not failing to thrive, you can provide them with preventive therapy without. Any further test. Nhưng mà thầy nói những cái điều mà thầy liệt kê ở trên Nó không nên là rào cản Mình không nên sợ những điều như vậy Bởi vì sao thầy nói bây giờ Tổ chức Y tế Thế giới đã xuất bản Và họ đã khẳng định rồi Mình chỉ cần tầm soát dựa vào triệu chứng thôi Ví dụ như trẻ mà có tiếp xúc gần với nguồn lây lao Trong vòng 12 tháng Nhưng trẻ hoàn toàn không có triệu chứng gì cả Thì cũng không cần phải làm skin test Không cần phải làm x-quang để loại trừ bệnh lao Mà tất cả các trẻ không có triệu chứng Thì nên được điều trị dự phòng ngay However, if they have any symptoms, We have to ensure that those symptoms resolve before we consider preventive therapy. That's why we follow them up one to two weeks later. If the symptoms resolve, you can then give preventive therapy. nhưng mà giả dụ như đứa trẻ đang có triệu chứng ví dụ như là đang triệu chứng ho sốt thì có ho có sốt không có nghĩa là mình nói là bị lao mà có ví dụ có ho có sốt thì mình cứ để là như vậy mình điều trị theo những cái bệnh lý nguyên nhân mà mình nghĩ sau đó theo dõi 1 đến hai tuần nếu thực sự là lao á, thì là triệu chứng nó sẽ vẫn còn đó nó không bao giờ hết nhưng theo dõi một hai tuần mà hết triệu chứng thì nghĩa là đứa bé sẽ liệt lại vô cái nhóm là không hề có triệu chứng của bệnh và mình sẽ bắt đầu điều trị dự phòng ngay các em có bị lẫn hiểu cái chỗ này không ừ. Mm. It's just to show that we can give preventive therapy, and the current guidelines from the WHO is that all children in close contact should get preventive therapy. So we all have to think how we can make it better mm. in our environment. But maybe in summary, we we can just say that TB in children in Vietnam—it's hard to know, but the the expectation is that it's currently underdiagnosed. nói là cái mà hồi nãy mà thầy muốn nhấn mạnh là đừng... tắt đừng có mong đừng có sợ về cái chuyện là không có x quang rồi không có skin test thì không có điều trị dự phòng cho các trẻ mà thầy muốn nhấn mạnh là trẻ có tiếp xúc với nguồn lây lao và không có triệu chứng thì nên bắt đầu điều trị dự phòng ngay và thầy nói rằng là lao ở Việt Nam mình thì là hiện tại là rõ ràng là đang chưa được chẩn đoán một cách đầy đủ and we can make a likely TB diagnosis if we just follow a very systematic thinking around The clinical presentation và thực tế ra thầy nói là Thật ra là hồi nãy vừa thầy chia sẻ thì các em thấy là dựa vào triệu chứng lâm sàng cũng nhiều cho nên chỉ cần dựa vào triệu chứng lâm sàng thì mình đã có thể nghi ngờ cái ca bệnh lao rồi và nếu như cơ sở của các bạn mà có expert đó, thì là làm ơn là giống như là thầy khuyến khích là hãy nên sử dụng expert để mà nếu có ca mà các bạn nghi ngờ thì nên gửi để làm expert We know that TB treatment is available. It's cheap and effective, even if you are unable to confirm the disease. But we know we can save lives. Thầy nói là hiện tại thì thuốc điều trị lao là đã có sẵn rồi và nó rất là hiệu quả các em. Ví dụ như mình không điều trị thì đứa bán tử vong nhưng mà đã điều trị là hiệu quả rất là rõ. Cái 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 dự hậu, cái quả điều trị lao của trẻ em rất là tốt. Cho nên là thầy nói là um, Maybe we've already touched on BCG and preventive therapy. I that's outside your control. Um, it's just to say that we, I think, we all need to have an increased awareness that there are children with TB out there. If we take a close history, also a cl very close history of TB contact, I'm sure you will start to see more children with TB in your environment. also among children with presumed pneumonia or malnutrition. Thầy nói là các cái vấn đề mà BCG với lại là điều trị um, dự phòng thì thầy cũng đã nói rồi. Uh, nhưng mà hiện tại thì thấy thầy muốn nhấn mạnh như thế này nè. Bệnh lao là cái bệnh mà chỉ cần khám lâm sàng một cách cẩn thận và tỉ mỉ và mình hỏi người nhà về cái tiền sử xúc lao thì bằng những cái bước như vậy mình cũng đã là có thể là phát hiện ra những trẻ nghi ngờ lao rồi and and the reason why the WHO has a fairly low threshold for giving TB drugs to children is we we've seen through you know, many millions of doses given around the world that TB drugs on the whole have very few um, adverse effects for children. Mm. Và thầy nói là hiện tại thì Tổ chức Y tế Thế giới thì đã là hỗ trợ để mà làm cho cái thuốc kháng lao là nó sẵn có, nghĩa là hiện tại là đang được support đó các em không có tốn tiền mua và thực ra là nó được áp dụng nhiều nước trên thế giới sử dụng các thuốc kháng lao như vậy và người ta thấy rằng nó không có độc đối với trẻ nhỏ cho nên nhiều để mà giúp cho bác sĩ mình yên tâm là khi mình cho thuốc kháng lao thì mình tự tin nếu mà cho đúng liều lượng thì nó không có độc But I would like to hear just quickly from you what is your experience and if you have any questions. I know it's been a, a long listening session thầy hmm. nói là nhưng mà thầy cũng muốn lắng nghe ý kiến từ phía các bạn thì các bạn ấy là có những cái trào cả hoặc những khó khăn hoặc là những cái câu hỏi gì liên quan với bệnh lao hay không để mà thảo luận với thầy